chào cả nhà. Cả nhà xem nè, cái vườn rau của mình sau 2 tháng bỏ bê không có chăm sóc thì nay về là thấy là ít rau, ít trái để hái rồi nè. Này rất dễ thương ha, nhìn nó đây như là cái dưa leo, cái dưa hấu. Ăn rất là ngon, này ăn như salad vậy đó. Là giống như dưa leo vậy đó, nhưng nó có vị hơi chua chua một tí xíu. À, ở đây mình hái được một mớ này nè. Để vô ăn với salad. Vườn bữa nay nó cỏ không à, bởi vì đi 2 tháng rồi về, thì bữa nay về chỉ có ít rau để hái thôi. Đây có cái bắp cải nè, vườn không có chăm sóc gì hết cho nên là rau cũng không có nhiều. Nhưng mà chủ yếu là cà chua có nhiều lắm. Cà chua mình hái một mớ cà chua ha. Cà chua trái rất là nhiều nhưng mà nó ngã hết trơn à, tại vì không có chăm sóc rồi nó cao á, rồi nó ngã xuống hết. Đó, cà chua này nè, cà chua này ăn ngon lắm, ngọt vậy đó. Ngon vậy ha. Cho nên ở đây có hai trái bí ngòi màu vàng to đùng luôn, nhưng mà già quá rồi không có ăn được nữa, không ăn được nữa thôi, để đó lấy giống đi. Mình kia có trái nữa kìa. Mà xuống mình thấy cà chua ha, cái loại cà chua vàng này ăn rất là ngon, rất là ngọt luôn. Trời ơi trái đã không. Chùm này chín nè, mình bẻ nguyên chùm luôn ha. Mình có lấy kéo chắc đây. Được nguyên chùm nè, quá ngon luôn. Bây trời cũng bắt đầu lạnh rồi cho nên là cũng phải hái cà chua bớt thôi, chứ mà ít bữa nó lạnh là cà chua nó bị hư hết à. Nằm rập dưới đất khó hái quá, trái nhiều lắm, trái nhiều lắm nhưng mà nó ngã hết, nên trồng cái gì cũng phải chăm sóc hết. Đó, trái rất là nhiều nè. Mấy trái hườm hườm này mình hái với luôn ha. Để nó ngã hết dưới đất rồi mấy cái con gì nó ăn hết á. Đây có mấy trái bự ghê, đây có mấy trái bự dễ sợ. Trái bự ghê không. Đây có trái nữa, kia có trái bự nữa. Ôi trái này bự khiếp chưa, trái này bự nè. Cà chua chín cây rất là ngọt luôn. Trái này đã dễ sợ. Đây còn mấy trái cây chua vàng nữa. Cái chùm này cũng đẹp quá, hái luôn, hái nguyên chùm luôn nè. Mình lội vô kia mình hái nha. Trời ơi rậm rạp không có chỗ đi luôn. Đang cái rổ
cho mình đựng chứ. Trái chín đó, trái chín quá trời. Trái thường cái gì hái luôn. Này mình hái được mớ rồi nè. Cái loại cà chua vàng này ngon lắm. Vàng chín quá trời luôn. Hy vọng sang năm trồng lại, chăm sóc kỹ lưỡng thì trái sẽ nhiều hơn. Mọi mấy trái cà chua xanh trái đủ quá trời luôn. Ôi, nó có chùm trái cà chua vàng nè, ngon chưa? Trái này bị hư hết rồi. Trái này bị hư luôn. Hư hết. Xuống là mấy con thì nó ăn hết nè. Chín nè. Cây chín nè. Nó trốn ở trong này. Nhìn ngon dễ sợ. Trái này chín ghê. Chín bỏ mộng luôn. Trái cà chua vàng ngon lắm. Trái cà chua vàng. Kìa có mấy trái chín nữa. Mấy trái cà chua đỏ chín nè. Chua đỏ cà chua vàng chín nhiều lắm. Đây này cái cây này nó to ơi là to. Chèn xuống dưới này mình hái mấy cái chín này để là xong ha. Ui chà, bị vất vả. Mấy hôm nay bị chênh lệch múi giờ cho nên là rất là mệt mỏi. Ngày ngủ đêm thì thức cho nên là chưa có thời gian dọn dẹp nữa, cho nên là không có dám quay cái vườn cỏ không à. Chỉ quay những cái trái mình hái thôi. Cỏ ngập đầu. Cà chua vàng quá trời chín luôn. Còn một ít nữa hái luôn. Hầm hầm như vậy là hái được rồi.
Chín này nó rụng xuống rồi. Mấy con nó ăn hết nè. Còn vài trái vàng nữa mình hái luôn ha. Ôi, cà chua xanh còn nhiều lắm. Cà chua xanh nè. Cà chua xanh nè. Cà chua xanh nè. Còn rất là nhiều. Rồi, bữa nay mình hái nhiêu đây thôi ha. Ôi, đây còn mấy trái nữa ráng hái luôn. Chà, rổ to luôn nè. Cà chua không. Cà chua nè. Lại mấy trái dưa nữa nè. Dưa hấu tí ho. Trời ơi, cà chua quá trời luôn. Coi video tới đây thôi ha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Hẹn ở nhà video sau. Ở đây hái được một rổ đây.